Muốn thành công nhất định phải gặp được 5 người này trong đời. Người đầu tiên, cao nhân khai ngộ. Phía sau một người thành công đều có một cao nhân khai ngộ, thậm chí là chỉ đường cho. Đôi lúc, tự bản thân mình không thể nảy sinh ra ý tưởng hay sự sáng tạo mà phải cần đến sự gợi ý của người khác. Những người được gọi là cao nhân khai ngộ là những bậc tiền bối đi trước, người sẽ chỉ cho bạn những phương hướng và đường đi đúng đắn. Họ dùng những kinh nghiệm học được, tích lũy được của bản thân mà truyền đạt lại cho bạn. Trong cuộc sống, bạn cần biết sống yêu thương mọi người xung quanh, dùng nhân để đối nhân xử thế, để có thể may mắn gặp được cao nhân. Đây là điểm mấu chốt nhất để đi đến thành công. Có những người có năng lực, có tài năng nhưng họ lại không thành công. Lý do là họ thiếu đi những ý tưởng, thiếu con đường và thiếu sự cố vấn của cao nhân. Và hãy luôn nhớ, duyên gặp gỡ là thứ tài sản không thể đổi chác được trong đời. Một lần gặp gỡ cũng xem như một chút gì đó của cuộc đời. Người thứ hai, quý nhân giúp đỡ. Ở đời, không có ai thành công mà chưa từng kinh qua khó khăn, thất bại. Con đường đi đến đích không hề bằng phẳng hay trải đầy hoa hồng. Nó là một chuỗi những bước ngoặt, thậm chí là những lúc khó khăn đến cùng cực. Quý nhân là những người mà trong lúc bạn khó khăn nhất, họ sẵn sàng giang tay giúp đỡ bạn, cứu nguy kịp thời. Đối với những người ấy, bạn phải suốt đời trân trọng, tuyệt đối không được tỏ ra vô ơn khi khó khăn đã qua đi. Bởi gieo nhân nào sẽ gặt quả ấy. Bạn gieo thiện ắt sẽ gặp lành. Xin làm điều thiện, khó khăn ắt có quý nhân tương trợ. Người thứ ba, tri kỷ làm điểm tựa. Tri kỷ ở đây có thể là vợ, là chồng của bạn. Điều này đặc biệt đối với những người đàn ông. Nếu muốn thành công thì không thể thiếu người vợ làm điểm tựa tinh thần. Như người xưa đã nói, đằng sau người đàn ông thành đạt là một người phụ nữ tuyệt vời. Người vợ không chỉ là điểm tựa tinh thần của bạn, mà họ còn là người đồng cam cộng khổ cùng bạn. Họ sẽ cùng bạn nắm tay đi đến cuối con đường, là hậu phương vững chắc để bạn an tâm phát triển sự nghiệp, gây dựng được một cơ đồ vững chắc. Còn đối với phụ nữ, đa phần họ sẽ lựa chọn gia đình và hy sinh sự nghiệp. Họ không cần sự nghiệp quá xuất sắc, mà đổi lại cần một gia đình hạnh phúc. Thành công với họ có lẽ chính là hạnh phúc ấy. Người thứ tư, đối thủ giúp khích lệ. Có thể bạn chưa biết, mỗi người đều có những lý do để xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Giống như việc đối thủ xuất hiện, không phải để dùi dập bạn, kéo bạn đi xuống. Nghĩ theo hướng tích cực, họ xuất hiện là động lực để bạn cố gắng. Vốn dĩ con người sinh ra, không ai muốn mình thua kém người khác quá nhiều. Đó chính là mấu chốt, đối thủ sẽ là động lực để bạn không ngừng nỗ lực, không ngừng sáng tạo để bạn đạt được những thành quả tốt hơn. Đối thủ giúp bạn không ngủ quên trên chiến thắng. Bởi chỉ cần bạn dừng chân, đối thủ có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Cho nên, nếu như muốn ngày càng phát triển thì phải tìm được một đối thủ, thông qua đối thủ để khích lệ sự nghiệp của bản thân. Người thứ năm, tiểu nhân giúp thức tỉnh. Nếu cuộc sống chúng ta chỉ gặp toàn quân tử, cuộc sống quá màu hồng thì sẽ rất dễ mụ mị, mãi u mê và không thể phát triển được. Con người cần những vấp ngã để mạnh mẽ hơn, cần tiểu nhân để học được tính cảnh giác và thông minh hơn. Sự xuất hiện của những kẻ tiểu nhân trong cuộc đời bạn không hề xấu ở một góc độ nào đó. Không có tiểu nhân, bạn sẽ dễ dàng tự mãn, cả tin và dễ lạc hướng. Kẻ tiểu nhân nên xuất hiện sớm để bạn học được những bài học với giá thấp nhất.